Một người đàn ông đã chết khi chiếc xe máy lôi tông vào đuôi một xe tải đang lùi trên tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 20 tháng 8 năm 2018. Nạn nhân là ông Lê Hoàng Như, 57 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, ông Như chạy xe máy lôi tự chế chở kính trên tỉnh lộ 8 hướng từ Củ Chi đi Bình Dương. Khi vừa đổ hết dốc cầu Bà Bếp, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thì tông vào đuôi xe tải đang lùi từ trong một công ty ra đường. Cú tông mạnh làm ông Như ngã xuống đường chết tại chỗ. Chiếc xe máy lôi dính chặt vào đuôi xe tải, kính bể đổ tràn xuống đường. Công an huyện Củ Chi đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, lại có mưa lớn đã làm cho giao thông tỉnh lộ 8 ùn tắc hơn 2 km. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.